Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh Hóa là một tỉnh với địa bàn rộng lớn, đông dân cư, trong đó có 11 huyện miền núi, có nhiều vùng giáp với biên giới, đặc biệt khó khăn về kinh tế và giao thông, đi lại hết sức phức tạp. Trong những năm qua, với nỗ lực từ phía chính quyền và ngành điện Thanh Hóa, điện lưới quốc gia đã được đưa đến tận những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội tại địa phương. Bá Thước là một trong những huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày điện lực Bá Thước tiếp quản lưới điện từ hợp tác xã, chất lượng điện tại Bá Thước ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển kinh tế. Cuộc sống ngày càng khấm khá, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện ngày càng nhiều, nên đường dây điện đã không đủ khả năng đáp ứng. Do vậy, khi biết ngành điện thực hiện nâng cấp, cải tạo đường dây cấp điện cho thôn bản, bà con rất phấn khởi. Thấy các công nhân điện lực đến kéo dây, trèo cột giữa trưa nắng nóng, bà con đã tình nguyện ra hỗ trợ. Đàn ông thì kéo dây, phụ nữ thì mang nước. Từ năm 2003 thì chúng tôi mới có điện là đầu tiên, trong đó thì được một số. Đến năm 2010 thì bắt đầu là sở điện lực vào thì điện nó ổn định. Từ đó thì bà con nhân là phát triển kinh tế một phần là dựa vào các cái nguồn điện này. Riêng năm 2018, để chống quá tải cho mùa nắng nóng, Điện lực Bá Thước đã thực hiện luân chuyển nội bộ các máy biến áp trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng non tải và quá tải. Thực hiện nâng cấp 70 hạng mục từ một pha lên 3 pha, các khu vực có phụ tải tiêu thụ từ 20 hộ dân trở lên. Và trên cơ sở chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa và thì chúng tôi hàng năm chúng tôi có xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hai cái nhiệm vụ chính và để làm sao để đảm bảo cấp điện tốt trong mùa mưa bão cũng như thể là việc mà phục vụ cho dân trong việc an sinh xã hội trong cái thời tiết nắng nóng. Năm 2018 thì chúng tôi cũng xây dựng các cái hạng mục để thực hiện cái triển khai làm sao đảm bảo tốt nhận cấp điện tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Huyện Quan Hóa là một huyện vùng cao biên giới cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa 140 km về phía tây, phía bắc giáp huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, phía Nam giáp huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Với đặc điểm huyện miền núi vùng cao giáp biên giới, dân cư thưa thớt, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm huyện hàng trăm km, giao thông đi lại rất khó khăn, phải vượt qua nhiều núi cao, vực sâu, lưới điện trải rộng trên địa hình phức tạp, nguy cơ mất an toàn lưới điện là rất cao và gây rất nhiều khó khăn cho các công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện. Nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân viên điện lực Quan Hóa đã nỗ lực hết mình, không ngừng phát triển và đảm bảo an toàn lưới điện. Trong những năm qua, điện lực đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Lưới điện của điện lực Quan Hóa thì nó trải dài trên sườn đồi, đi qua sông qua suối và đường đi thì khó khăn. Với mục đích là cấp điện ổn định, phục vụ cái nhu cầu chính trị cũng như đời sống của bà con trên huyện nhà thì điện lực cho cán bộ lãnh đạo điện lực cùng với công nhân đi kiểm tra định kỳ xử lý hành lang để đảm bảo cấp điện được ổn định và liên tục. Được sự quan tâm của ngành điện cấp điện cho bà con ở khu vực biên giới vào cuối năm 2014 đến nay đã được 4 năm. Về đời sống của bà con khi được cấp điện thì đời sống của bà con của nhân dân đã càng ngày càng phát triển ở mang. Ngành điện lực đã cấp điện cho ở trạm kiểm soát Bản Ho để làm công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia ngày càng bền vững. Đối với ngành điện thì trong năm vừa qua thì đã có cái phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc khảo sát thiết kế, lập dự toán và thực hiện các chương trình dự án. Có điện thì bà con mua được máy móc thiết bị để thực hiện các cái chương trình phát triển sản xuất. Đồng thời thì cũng góp phần là thực hiện các cái chương trình văn hóa xã hội và qua đó thì góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh. Được sử dụng điện lưới quốc gia, cuộc sống của người dân tại các bản làng, vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thay đổi tích cực. Đời sống vật chất tinh thần đều được nâng cao, con em họ được học tập trong những ngôi trường đủ ánh sáng.
Đó là những lợi ích mà người dân nơi đây được thụ hưởng, đồng thời trở thành động lực để Thanh Hóa vững vàng hơn trên con đường xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.